quản gia từ trong bếp. Hai vợ chồng tuổi đang chuẩn tay. Tối nay đừng nghĩ gì hết. Đừng ly vì thành tựu mà tao đã được hôm nay. Đừng ly cho nhóm bạn từ lúc búa vỏ trên tay. Nhạc hay quá, nhạc hay quá. Ngồi làm việc ngồi nghe nhạc này. Hả? Sao cái bàn này đồ được nhờ? Cái nào Trần nó đẹp lên đây không ta? Lạ đấy nhở? Kỳ ta. Này, nhà có chuột, nhà có chuột. Nhà có chuột, nhà có chuột. Con chuột đâu rồi? Quốc ơi, nhà có chuột con ơi, nhà có chuột nhá Quốc nha. Cẩn thận. Nhà có chuột, nhà có chuột, nhà có chuột. Nhà có chuột, nhà có chuột. Nhà có chuột, nhà có chuột. Nhà có chuột chị ơi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Đây đây, đâu đâu. Nó khỏe quá. Không sao, không sao. Nó khỏe á. Không sao. Nó dậy. Đây, lấy tao thuốc xịt chuột. Đây kia. Đây, thuốc xịt chuột. Rồi, bây giờ mở ra, chạy đấy. Không, nó không chạy đâu. Con chuột này khỏe lắm. Mới dùng thuốc xịt chuột rồi. Mà mắt nó tưng, mắt nó tưng này. Ngày tao nó đi đâu? Ừ nhá. Nó, tao đi đâu nó biết hết. Trời ơi. Mắt con này tưng lắm hay sao, tao không biết nó mắt gì ấy. Từ nha, từ từ nha. Bật tấn nhá. Nhà có chuột, nhà có chuột. Cầm chắc, không chạy. Thử xé cái túi. Từ nào. Ủa, thấy cái đứt rồi, Chuột đen mày ơi, chuột đen. Ủa, ôi. Chuột gì lạ này, mày thấy chuột này bao giờ chưa? Chưa, chuột này chuột gì, giống chuột gì đấy? Chuột này giống ROG Happy Aim Lab Edition, chuột không dây mày ơi. Chuột là chuột không dây. Quá liền. Ê, không biết nó có cắn không ta? Không biết nữa. Chắc phải thử á, Thử nhá. Thử đi. Đi. Thử. Asus Happy Aim ROG Aim Lab Edition này. Con này nhá, đặc tính giống của nó ấy là nặng chỉ có 54g thôi. Vậy là nhẹ. Rất là nhẹ, sao mà nặng được, nhẹ 54g. Ok. Form lại còn form fit tay. Hình như vừa cái tay mày ấy. Ok luôn này. Vừa đủ nha. PPI con này rất là cao. Mắt đọc ROG Aim Point. Mắt nó tình thế. Sao nhá, mấy hôm tao nghe tiếng chít chít tao ra tao tìm. Cứ chạy ra không thấy một cái dấu vết gì cả. Mất tiêu luôn mà. Nó đọc hết vị trí của tao luôn mà. Ngầu thế nhở. Sử dụng công nghệ Speed Nova giảm thiểu độ trễ. Ê mày ơi, tao sẽ có cái Aim Lab. Chắc phải vào Aim Lab test xem sao nhá. Test thử con chuột này trên Aim Lab. Test Aim Lab. Đù. Ê, nó mượt nha. Chuột. Giống chuột này nó khỏe nha. Nó ok vậy nha. Vẫy nhanh nha. Bắn rất là ok, bắn rất dính luôn này. Ở đâu đâu lại sản sinh ra một con chuột như này nhở? Asus ROG đẳng cấp quá ta. Tao nghĩ là bây giờ ok rồi. Mình phải test Valorant. Phải test Valorant bằng con chuột này. Bắt đầu thôi. Ê mày, tao thấy con chuột này nhạy lắm nha. Đâu thử thôi. Mà nó gì ok lắm nha. Đó. Mà theo như tao biết giống như vừa nãy em mới đọc là gì. Nó có DPI cao. Đúng. Mà màn hình của tao sử dụng màn hình gọi là phân độ ui. Độ phân giải cao, tần số quét cao, vậy nên là cái con chuột mà DPI cao rất là phù hợp, mày hiểu ý tao. Đó. Chấm, ngon Duy ơi. Ngon đấy cơ, wow. Ngon, chuột ngon. ROG Happy Aim Lab Edition ngon mày ạ. Tôi thật sự là muốn cảm ơn đến cái người nào đã tạo ra con chuột này. Cái nhãn hàng nào đã tạo ra con chuột này. À, Asus ROG anh em ạ. Quá tuyệt vời, các bạn có thể tham khảo bằng đường link mà tôi để dưới phần mô tả nhé. Một con chuột, ban đầu nó phá nhà tôi, nhưng mà khi mà tôi bắt được nó, tôi thuần phục được nó rồi. Nó đã giúp tôi có một trải nghiệm chơi game rất là tuyệt vời. Lên rank, lên rùng các thứ. Trời ơi, quá tuyệt vời.